45 năm qua, đặc biệt là từ sau tuyên bố chung Hà Nội năm 2011, Cộng hòa Liên bang Đức luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, trung bình mỗi năm tăng hơn 10%. Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế sâu rộng, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA được triển khai, hứa hẹn tạo những nấc thang mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam-Đức, Việt Nam-EU, đặc biệt khi Đức đang đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên EU. Đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng mà tất cả chúng ta phải cùng đối mặt, nhưng chúng ta cần nhìn về phía trước vì không biết khi nào đại dịch sẽ kết thúc, tuần sau, tháng sau hay năm sau. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sắp xếp lại, tạo môi trường mới an toàn. Đó là điều hội thảo này hướng tới. Chuẩn bị những bước đi quan trọng cần thiết phải làm để phát triển hợp tác giữa Việt Nam, Đức và EU. Hội thảo Kinh tế Việt-Đức cũng là cơ hội để đại diện các bên liên quan, đặc biệt là khối doanh nhân doanh nghiệp bày tỏ mong muốn, nguyện vọng, đề xuất giải pháp giúp hai nền kinh tế khai thác tối đa cơ hội từ Hiệp định EVFTA để hướng tới mục tiêu hợp tác thực chất cùng phát triển. Doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng đã làm việc với thị trường châu Âu rồi. Tuy nhiên là cái Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam đã vừa mới được ký kết và có được thực thi vào tháng 8 năm nay, thì chúng tôi rất là hy vọng rằng là với cái thị trường mở như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều những các cái đường để cho chúng tôi được tiến vào cái thị trường châu Âu đó một cách nó thanh thang hơn một chút so với những cái thời gian trước kia. Và trong cái kỳ vọng ngày hôm nay thì tôi cũng mong muốn là khi chúng tôi được tìm hiểu thêm các doanh nghiệp Đức cũng như là những các cái quy chế của các bạn đối với một cái thị trường mà chúng tôi mới đã tiến vào rồi nhưng mà chưa được vào sâu hơn. Năm 2020 là một năm khó khăn trong bối cảnh cả thế giới phải đối mặt với khủng hoảng dịch Covid-19. Tuy nhiên, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA vừa có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 sẽ là bàn đạp vững chắc cho việc hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thời gian tới. Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết những thỏa thuận hợp tác quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp hai bên về cả sản xuất và dịch vụ thương mại.